Kính chào quý vị và các bạn, xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày. Với 481 trên 481 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiều mùng 5 tháng 1, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Bí thư Hải Phòng Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình nhân sự đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Bí thư Hải Phòng Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về hai nhân sự này. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng đối với các ông Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang. Thủ tướng báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội liên quan đến việc phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng với hai nhân sự này. Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu công bố kết quả phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Ngay sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm hai tân Phó Thủ tướng với các ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang với kết quả 481 trên 481 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành. Trước đó, chiều mùng 5 tháng 1, sau khi công bố kết quả phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng đối với các ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Hai nhân sự được Thủ tướng trình là ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, và ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Sau đó, Quốc hội tiến hành quy trình phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng với các ông Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang và công bố kết quả ngay trong chiều nay. Ông Trần Hồng Hà sinh ngày 19 tháng 4 năm 1963, quê quán ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, trình độ chuyên môn, tiến sĩ tổ chức, khai thác khoáng sản. Ông là Ủy viên Dự khuyết Trung ương khóa 11, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14. Ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường từ tháng 4 năm 2016 cho đến nay. Ông Trần Lưu Quang sinh ngày 30 tháng 8 năm 1967, quê quán ở phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh, trình độ chuyên môn, thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí. Ông là Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Quang có thời gian dài gắn bó với tỉnh Tây Ninh và từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh. Ngày 27 tháng 2 năm 2019, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 5 năm 2021, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 cho đến nay.